sự thật chấn động, tử vi, vận mệnh tình duyên, sức khỏe người tuổi Ngọ, con ngựa, năm 2024. Đối với tuổi Ngọ, tổng quan trong năm này chưa thật tốt, công việc gặp nhiều khó khăn và thiếu may mắn. Ngoài ra, việc xuất hành đi xa trong năm này có thể gây bất lợi cho sức khỏe và xương khớp. Về mặt tình cảm, mặc dù có sự cãi vã nhưng cũng nhanh chóng làm lành. Theo tử vi tuổi Ngọ 2024, người tuổi Giáp Ngọ và Canh Ngọ dính hạn kim lâu nên năm nay chú ý sức khỏe bị ảnh hưởng và tình cảm gia đạo bất hòa. Nữ tuổi 1990 nếu có dự định kết hôn cần lưu ý những tác động xấu đến hôn nhân. Với những người tuổi Bính Ngọ, Mậu Ngọ và Nhâm Ngọ không phạm hạn kim lâu năm này. Vận hạn tuổi Ngọ năm 2024 cho biết người sinh năm 1978 và 2002 phạm hạn Hoàng Ốc, Mũ Thọ Tử, thế nên năm nay nếu tiến hành xây nhà, chú ý có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và các thành viên trong gia đình. Vậy, sự thật chấn động, tử vi, vận mệnh tình duyên, sức khỏe người tuổi Ngọ, con ngựa năm 2024 là gì? Tình duyên, gia đạo của người tuổi Ngọ năm 2024. Năm 2024, người tuổi Ngọ có thể gặp một số thử thách trong đời sống tình cảm. Đối với người độc thân, năm nay có thể có một số kết nối tình yêu. Điều quan trọng đối với người tuổi Ngọ là không nên lao vào mọi việc, mất thời gian. Niềm tin và giao tiếp rất quan trọng để xây dựng các kết nối và mạng lưới mạnh mẽ. Năm Giáp Thìn 2024 mang đến một số thách thức cho người tuổi Ngọ. Họ có thể gặp một số tranh chấp với các đối tác của họ. Điều quan trọng đối với người tuổi Ngọ là phải thể hiện rõ ràng và kiên nhẫn để chiến thắng những thử thách này. Nếu đã có thiện cảm với ai thì bạn nên chủ động tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của mình, bên cạnh đó không thiếu việc quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, tin rằng sự tinh tế của bạn sẽ dần dần chinh phục được người ấy. Nếu được người thân hoặc bè bạn giới thiệu, bạn cũng hãy thử gặp gỡ và trò chuyện với đối phương xem sao. Hãy luôn cởi mở thì bạn mới đánh giá được đối phương có tốt hay không, có phù hợp với mình hay không. Dù đôi bên không thể trở thành một nửa của nhau thì vẫn có thể trở thành bạn tốt. Với người có đôi có cặp hay đã lập gia đình, quan hệ giữa hai người thiên về ổn định. Trong năm 2024 này, hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên người ấy, cùng lắng nghe, chia sẻ tâm sự với nhau, cùng cổ vũ nhau vượt qua sóng gió. Hai bạn luôn tin tưởng và ủng hộ nhau thì chẳng có bất cứ thế lực nào có thể chia rẽ được. Sức khỏe người tuổi Ngọ năm 2024. Năm Giáp Thìn 2024 sẽ có nhiều thách thức về sức khỏe đối với người tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ cần phải đề phòng, đặc biệt là khi tham gia các hoạt động thể chất. Người tuổi Ngọ có thể trải qua những thay đổi trong lối sống. Đó là cơ hội tốt để hình thành những thói quen lành mạnh như tập thể dục. Cần có chế độ ăn uống lành mạnh và bổ dưỡng với đầy đủ các loại trái cây và rau. Phương diện sức khỏe là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý nhiều hơn trong năm này. Nhiều hung tinh xuất hiện là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe suy giảm, tinh thần căng thẳng, cần tìm cách gỡ rối ngay. Hung tinh tang môn cho thấy năm nay gia đình bạn có thể xuất hiện tang chế, vì vậy hãy quan tâm hơn đến người thân, cần đi khám chữa ngay nếu thấy cơ thể không khỏe, tránh để tình trạng bệnh kéo dài và diễn tiến nghiêm trọng. Với những người thường xuyên phải di chuyển đường xa hoặc lao động chân tay, sao phi liêm cảnh báo bạn những hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khuyên bạn làm việc cần giữ tỉnh táo, không nên bắt mình làm việc khi đã quá mệt mỏi, thiếu tập trung, nếu không dễ gặp tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ cùng kênh Ruby Healthy. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nếu bạn thấy video hay thì tặng cho kênh một like và bấm đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nhé.